Rồi, Long mình chào quý cô chú anh chị, mình đã quay trở lại với kênh Châu Gia Long. Thì hôm nay là ngày thứ hai, 28 tháng 6 quý vị. Đây cũng là ngày cuối tháng, thì Long quay trở lại vườn em trai Hữu Tâm ở Bến Tre để quay với quý anh chị mình một số tác phẩm cây bonsai chia sẻ đến phục vụ anh em mình. Thì trong clip lần này em trai Hữu Tâm cũng thầy có đưa lên một số tác phẩm khá khá và cái giá nó cũng ưu đãi để quý anh chị mình có thể mình mua cây về giao lưu quý vị để chơi trong cái mùa dịp bệnh này. Thì đầu tiên thì xin chào chủ vườn em trai Hữu Tâm ha. Dạ, rồi chào anh và chào tất cả các anh chị em mình luôn ạ. Thì hôm nay cũng cuối tháng thôi thì em cũng giống như tri ân khách hàng thì em sẽ giảm 10% cho anh em mình luôn. 10% cho tất cả tác phẩm cây bonsai dạ, trong clip này. Dạ. Thì em sẽ báo là bao gồm sẵn cái giá giảm luôn cho anh em mình dễ lựa chọn ha. Rồi, đây thì cây số 1 là một cây tùng Đài Loan mà ghép kim cương nha anh chị em. Tác phẩm đầu tiên ha. Dạ, thì nói chung thì ghép cũng rất là lâu rồi. Nè, cái bo nó đây, ngay cái cốt là to. Xoay được em. Dạ. Nó to tầm tay cái hơn tay cái. Nằm trên chầu quạt ha. Dạ, cái đường thân cây rất là đẹp nè, huyện đẹp nè. Tùng Đài Loan ghép kim cương. Kim cương. Dạ. Nằm trên một chầu quạt. Đây là tác phẩm đầu tiên được gửi tới quý anh chị mình. Thì để chút xíu nữa Long sẽ quay kỹ tác phẩm này cho quý anh chị mình có thể mình ngắm nhìn kỹ về cây. Dạ. Cơ bản cây này thì Long thấy đầu tiên là cái tùng này là tùng Đài Loan. Nó dạ, có một cái đường co ở đây rất là đẹp. Co ở đây quý vị này. Cái này cái cân này nó lùa trên nó chết này. Cái này dạ, có thể mình về cắt bỏ cũng được. Hoặc là anh em chơi lùa thì về gọt lùa. Nhưng mà tốt nhất mình cắt đi cho nó thông thoáng tạo được những mặt tiền ở đây luôn. Thì cũng muốn giữ nguyên bản như vậy để quý anh chị mình có thể mình về mình nghiên cứu thêm ha. Dạ. Cái này thì được cái nó có cái đường co thì rất đẹp. Rất là đẹp luôn. Nó lại cốt cành này cũng đã định hình lâu rồi nên là cây rất là già. Cái bó gẹp này lâu lắm rồi ha. Dạ, đúng rồi. Gẹp kim cương quý vị nhé. Dạ. Tùng Đài Loan. Gốc Đài Loan mà gẹp kim cương. Mà theo được này thì tương lai thì nó cũng hết luôn quý vị này. À, đúng rồi, hai cái chốt ngay đó là nó lớn lên nó sẽ bít thẹo ngay đó. Bít thẹo chỗ này. Thì thân thì nó cũng có lũa tí xíu. Đấy, chúng ta có thể nhìn tổng thể về form tang của tác phẩm cây tùng Đài Loan đẹp kim cương này. Dạ. Rất đẹp và nó đặc biệt thì nó hài hòa trên một cái chiếc chầu quạt. Dạ, em cũng đo cái thông số báo với anh em mình luôn đây. Duyên, nhìn cây rất là duyên cây quý vị ạ. Đây, cái hoành ngay cái co này luôn là 17 anh chị em. 17 cm hả? Dạ. Cao từ mặt chậu lên là 32. Cao 32. Và ngang tàn của nó như thế này là 60. Ngang tàn là 60. Dạ, thì cái này em cũng xin giao lưu với anh chị em mình là giá 14 triệu luôn. 14 triệu là bao gồm cái mình đã giảm 10% trong đó rồi. Dạ đúng rồi. Tác phẩm này bây giờ có giá là 14 triệu vậy ha. Dạ. Quý anh chị mình có thể mình nghiên cứu, mình tham khảo. Dạ. Và mình giao lưu một tác phẩm máy chiếu thủy tùng Đài Loan ghép kim cương. Kim cương thì ở Việt Nam mình hiếm ít. Dạ. Em quý anh chị mình theo dõi đến kênh Giao Long hoặc là nhiều kênh khác về cái dòng tùng kim cương thì nó cũng ít lắm quý vị nhé. Dạ, thì em cũng xin xuống và lên tiếp cái mã số 2 cho anh chị em mình luôn ạ. Ok. Mã số 2 là một cây máy chiếu thủy lạc chung. Dạ. Trung nu. Trung nu hả? Để bàn. Dạ. Chúng đế rất là nhỏ gọn đúng không? Dạ, đế cũng khá khá luôn. Ừ. Đây. Phơm tàn thì dày kín luôn. Phơm tàn dày kín hết rồi hả? Dạ, đang hoa. Đang chuẩn bị lên hoa đây. Ừ. Mặt đế cái này thì sao? Dạ, đế khá đẹp ạ, đế đều. Sẹo thì nó liền khoảng 90%. Sẹo liền 90%. Dạ. Cốt cây ở phía trên như thế nào? Dạ. Vàng xương dâm đồ cũng khá dày rồi. Mini thôi quý vị, cái này dạ, thì nói chung là hàng cầm tay. Hàng cầm tay thôi, em cầm thử lên coi em Tâm. Hàng cầm tay. Ừ. Rồi, mini để bàn ha. Em cũng đo cái thông số báo tới anh em mình luôn đây. Hoành 13. 13 cm. Cao là 17. Cao 17. Ngang là 35. Ngang tàng như vậy là 35 cm. Dạ, thì cái này giao lưu với anh chị em mình là giá 1 triệu rưỡi. 1 triệu 500k ha. Dạ. Tác phẩm
Mã số thủy là chúng này quý vị ha. Dạ, mã số 2. Rồi thì em cũng xin xuống và lên tiếp cái mã số 3 luôn. Rồi, ok em trai. À, bây giờ chúng ta sẽ đi đến tác phẩm số 3 quý vị ha. Rồi, mã số 3 thưa quý vị. Dạ, số 3 là một cây linh sam song hình. Linh sam song hình. Dạ, cây diên đế cũng khá đẹp nha anh chị em. Hàng lùng lực cốt cành to nè. Dạng lùn lực. Dạ, đế đẹp luôn. Đế đều giống như đế sắt luôn nha anh chị em ạ. À. Đây, để quay kỹ mặt để cho quý anh chị mình xem. Dạ. Cái này cột cành to bự lắm ha. Dạ đúng rồi, cốt to. Đây quý vị này, chúng ta có thể nhìn những cái cột cành ở phía trên này. Cột cành bự bự không á. Cốt rất là to luôn. Nhìn thấy cái cây nó rất là lực. Có cái cành này nó nhìn cây nó rất là duyên cây nha anh chị em. Cái này hơi bay nhà quý vị nhé. Dạ. Rồi cành bay nhà. Cái phần ở trên đó là nó đang chuẩn bị lên hoa. Ô cái mặt cái này cái mặt thèo nó ít quá ta. Dạ đúng rồi, nó chỉ có cái mặt cắt duy nhất đây này. Một cái đây mà nó cũng đã cuốn nhiều à. Tại vì hai cành kia nó chen lại á. Dạ đúng rồi. Đây. Rồi, tiếp theo em sẽ đo cái thông số cho anh chị em mình luôn. Hoành ngay cái eo này là 21. 21 hoành. Dạ. Cao thì chỉ có 16 thôi. Cao 16. Và ngang tàn là 35. Ngang tàn như vậy là 35. Dạ. Thì cái này xin giao lưu với anh chị em mình là giá 3.500.000. 3.500.000 cho tác phẩm cây linh sam này quý vị nhé. Dạ. Cơ bản cột cân nuôi bự. Dạ. Ok. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến tác phẩm số 4 quý anh chị mình ha. Dạ. Rồi, mã số 4 thưa quý vị. Dạ, số 4 gửi tới anh chị em là một cây nguyệt quế lá sắn vuông chùm nha anh chị em. Cây to to, đường thân huyện đẹp. To sạc nặng cân ha. Dạ. Cây sạch sẽ, không có trái tuột luôn. To sạc nặng cân nhưng mà tiền thì rất là rẻ. Cây nghe mặt là nhìn vô rất là đẹp luôn. Nó có một đi cành bay ở bên này quý vị. Dạ, nó huyện nhìn rất là đẹp. Nhìn là đường thân nó xoắn này. Dạ. Nó xoắn. Còn những cái cột cân bên này thì cũng gọi là khá khá rồi, bằng ngón chân cái trở lên rồi. To. Cây này thì bồ đề nó nhìn hâm hồ quá hả? Dạ, cây quá đẹp luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành đo thông số và báo giá tác phẩm cây nguyệt quế số 4 này quý vị nhé. Dạ. Hoành là 44. Hoành thân là 44. Cao là 40. Cao 40. Và ngang tàn như thế này là 70. Ngang tàn là 70 ha. Dạ, thì cái này giao lưu với chị em là giá 5.500.000. 5.500.000 ha. Dạ. Cho tác phẩm cây nguyệt quế số 4 này quý vị nhé. Rồi em cũng xin xuống lên tiếp cây số 5 luôn. Mà số 5 quý vị. Đã, số 5 là cây linh sam trong hình lùng lực đó nha anh chị em, cốt cành rất là to nè. Đế quá thật lớn luôn. Gốc to. Sumo. Sumo. Lùn lực. Dạ. Tai cành huyện rất là đẹp. Đây quý anh chị mình có thể xem về cái bộ phần thân đế của cái linh sam này. Dạ. Chữ A luôn quý vị nhá. Nở xuống rất là đẹp luôn. Cột cân này. Cột cân cái này bự lắm. Dạ, to mà nó rất là gặt. Đây, chỉ cần rục rịch. Lùn lực. Dạ. Nó có những cái đường co này. Dạ. Cái co này bẻ gắt lắm ha. Đường tàn thì kính rồi nha anh chị em. Vài bữa nó lên hoa cái nữa là rất là ok luôn. Rồi em đo cái thông số luôn. Đây hoành ngang đây là 27. Hoành thân là 27. Dạ em đo ngang eo luôn ạ. Cao là 19. Cao 19. Và ngang tàn là 40. Ngang tàn như vậy là 40 hả? Dạ thì cái này giao lưu với anh chị em là giá 6 triệu nha. 6 triệu cho tác phẩm cây linh sam số 5 này quý vị hả? Dạ. Cái khá lớn. Dạ. Rồi em xuống em lên tiếp cây số 6 luôn ạ. Ok.
Mà số 6 thưa quý vị. Dạ, là một cây mai hỷ trung nu nha anh chị em. Cây rất là quái luôn. Cây này nhìn lu khu luôn hả? Dạ. Cây già cốt cành to to luôn, rất là quái. Cái này có một cái dạng thể rất là quái quý vị ha. Dạ. Và cái bộ form tang ở trên thì nó là mình hết mình hết kẽm luôn à. Đồng san hô luôn rồi, dăm dạ. Xương đồng san hô luôn quý vị. Đây rất là mình cái cổ. Cây già nè, không còn một miếng sẹo luôn nha anh chị em. Đây, nó có một cái củ ở đây rất là quái quý vị. Cây thì sạch sẹo, sạch kém. Nên mình chỉ tỉa phơm tàn lại chơi thôi. Cây bộ xương dăm này. Dạ. Già đồng san hô luôn quý vị. Già, già cực kỳ già. Dài tích. Đâu còn cồng kẽm nào đâu hả? Dạ, hết kẽm luôn à. Rất là đẹp luôn. Nên tại phần dắp ngọt luôn. Dạ. Đây là những tác phẩm của các cụ ngày xưa còn sót lại, chứ bây giờ thì người ta cũng không làm những cái dạng thể như thế này hả? Dạ. Cây rất là quái. Nếu như đúng ra cái này mà nó là cái phối là cái xấu á. Dạ. Nhưng mà các cụ hồi xưa cũng rất là tỉ mỉ. Bọn sức ra nuôi rất là tỉ mỉ. Dạ. Em đo cái hoành tổng ngang đây là 45 nè. Hoành tổng đó là 45. Dạ. Chiều cao của nó là 35. Cao 35. Ngang tàn của nó nhìn là 40. Ngang tàn là 40 hả? Thì cái này giao lưu với anh chị em mình là giá 14 triệu. 14 triệu cho tác phẩm cái mai chiếc thủy trung nu dạ. Cái cổ. Rồi, mã số 7 thưa quý vị. Dạ, mã số 7 là một cây mai thủy da đen lá lớn nha anh chị em. Cây rất là già. Cái này cũng lớn luôn quý vị ha. Dạ đúng rồi. Cây một người bê vừa. Thì cái này nó cũng duy nhất có một mặt cắt ở đây thôi mà cũng liền khá nhiều rồi. Cây rất là già luôn. Còn cái củ ở đây thì nó liên lạc hết rồi hả? Khá dạ. Đây phần này là nó liền lạc hết rồi. Liền hết rồi. Già cây. Dạ, nó chỉ duy nhất có một cái sẹo mặt cắt trên đây thôi mà nó cũng liền khá nhiều. Và cắt này thôi hả? Dạ. Già cây này thì già, cực kỳ dạ. Già. Đúng rồi, rất là già. Để thì nó cũng thường thôi, chứ phải đẹp ha. Dạ, nhờ cái củ này nhìn cây nó quái quái. Cột kênh ở phía trên. Cột cũng khá to. Khá. Tay tàn này còn hơi thưa, anh em về dỗ lên cái nữa là ok. Nói chung là cây này vừa chơi vừa nuôi. Dạ. Được cải thì nó to xác. Già cây. Dạ. Cây già. Đây, hoành ngang đây là 48. 48 hoành. Dạ. Cao của nó là 45. Cao 45. Và ngang tàn là 65. Ngang tàn là 65 hả? Dạ. Thì cái này em giao lưu với anh chị em mình là giá 7 triệu. 7 triệu cho tác phẩm máy thủy New Zealand là lớn. Dạ. Số 7 này luôn ha. Dạ, số 7 ha. Số 7 có giá là 7 triệu đúng không? Dạ, dạ. Rồi, em cũng xuống và lên tiếp cái số 8 luôn. Mà số 8 quý vị. Dạ, số 8 là một cây mai thủy trung nu, hàng lùng lực nha anh chị em. Để bàn luôn, cây mini. Giá mềm cho anh chị em mình chơi luôn. Bao giờ được quay kỳ sau? Dạ, giá 1 triệu hả anh? 1 triệu hả? Dạ. Triệu cây trung nu này các bạn. Mini để bàn. Dạ. Các bạn để thì nó cũng thương thôi, chứ phải là xuất sắc. Dạ. Cột cân thì khá khá, trên này cũng khá khá. Nhưng mà các bạn này giảm 1 triệu thì nó vậy thôi. Về anh em mình nuôi thêm nó sẽ giá trị hơn hả? Cây của mini thôi quý vị ạ. Dạ. Mấy cái thủy xuống lúc. Ok, mình thì thêm đó tổng số và rõ tập báo giá rồi, đó dạ. Tổng số lại thôi. Quanh 17 à. Mình thân là 17 ha. Cao 17 luôn. Cao 17. Dạ, ngang tàn là 37. Giá là 1 triệu đồng hả? Dạ, giá chỉ có 1 triệu thôi. 18, 1 triệu. Dạ. Rồi. Ok, mình đi dạ. Tác phẩm số 9 nha. Dạ. Mà số 9 quý vị. Dạ, số 9, một cây linh sam song hình nữa nha anh chị em. Linh sam song hình. Cây cũng rất là già, cây zin luôn. Phơm tàn thì cũng gần kín rồi, cốt thì cũng khá to. Hàng quan trọng là để bàn rất là đẹp. Đây, mặt đế quái quái khá khá. Cột kênh phía trên. Dạ. Cột kênh thì cũng to bằng ngón tay ha, ngón tay
còn Tây Úc. Canh lợn thì bằng ngón tay cái. Chúng là dạng mini thôi. Dạ. Rồi, em sẽ đo cái thông số cho chị em mình luôn. Hoành là 18. Mình thấy là đó là 18 cm. Dạ. Cao 20. Cao 20. Ngang là 40. Ngang tăng như vậy là 40 ha. Dạ, thì cái này em giao lưu với anh chị em mình là giá 3 triệu ạ. 3 triệu ha. Dạ. 3 triệu cho tác phẩm cây linh xám này quý vị ha. Dạ. Dạ, em xuống lên tiếp cây số 10 luôn ạ. À, mã số 10. Dạ, là một cây sam sam núi mà này là dòng sam bông nha anh chị em. Cây khai thác. Sam bông dòng khai thác ha. Dạ. Cây bay bay. Dạ. Cây thì nó cũng có lũa tí nha anh chị em. Phần lưng nha. Lưng này có lũa xíu. Dạ. Dạ bay bay. Ồ, nó một cột liền nữa quý vị này. Dạ. Một cột này. Nếu mà lên trên này thì nó chia ra hai thân. Ở trên này cần bay. Trực cần bay. Cành bay này dài nha, vươn dài nha. Cây cũng khá to. Trực cành bay. Xoay con gái rồi em mà. Dòng khai thác hả? Dòng khai thác thì bây giờ nó cũng cạn kiệt rồi. Dạ. Còn lại một số cây nữa thôi. Đo cái hoành của cái thân bay nó là 12 nha anh chị em. 12 cm. Dạ. Cao của nó là 20. Cao 20. Ngang hết tàn như thế này là 60. Ngang tàn 60. Dạ, thì cái này giao lưu với anh chị em mình giá chỉ 2 triệu thôi. 2 triệu hả? Dạ. Anh chị mình nếu anh chơi về dòng sâm bông thì có thể mình về mình tạo tạp thêm. Dạ, thì mã số 10. Rồi em cũng xuống và lên tiếp cái mã 11 luôn. Rồi, ok anh trai. Mã số 11. Dạ, số 11 là một cây mai thủy trung nu. Cũng có cái cành bay rất là đẹp luôn nha anh chị em. Cây già liền hết sẹo luôn. Hết theo luôn. Dạ. Cây rất là già. Trực cành bay. Mặt đề này. Nói chung là hàng mini. Cành bay này khá lắm quý vị nè. Dạ, cành bay to. Mini thôi quý vị. Dạ. Hết theo luôn hả? Dạ, hết xẻo mặt luôn. Theo để cắt, mặt cắt đấy hết theo luôn. Dạ. Cây nhỏ mà rất là già, phơm tàn chín mít luôn. Cốt cành như vậy là cả rồi. Dạ đúng rồi. Hàng mini nó dày như vậy là rất là ok. Chỉ chờ hoa chơi thôi. Đây, hoành là 12 cm. Hình thân này là 12 cm. Chiều cao của nó là 15. Cao 15. Và ngang tàn nó là 40. Ngang tàn là 40 ha. Dạ, thì cái này giao lưu với anh chị em là giá 1 triệu rưỡi. 1.500.000 cho tác phẩm cây mai dương thủy trung nu dạng bay. Dạ. Mã số 11 quý vị ha. Dạ. 1.500.000. Rồi, dạ, em lên tiếp cái mã số 12 luôn ạ. Mã số 12 quý vị. Dạ, ông cây nguyệt quế nó sắn con chùm rất là già nha anh chị em. Hàng này là nằm chậu lâu rồi. Đế cũng rất là hầm hố luôn. Đế quá là ok. Đế rất là đẹp. Già cây, quế này già lắm quý vị này. Cái mặt đề của nó cùng cái này cũng khá lắm. Mặt đề cái này khá. Đây. Vậy mặt đề cho quý anh chị mình xem. Đề khá cây ha. Dạ. Cột cây ở phía trên. To hơn bằng chân cái. Vì mấy cột này to hơn bằng chân cái. Cây này rất là già rồi. Đấy thì quá đẹp luôn. Rồi, để em đo cái thông số cho anh chị em mình luôn nha. Một quế trong là phần một chung. Phần khá to đó quý vị ạ. Dạ, hoành đây là 22. Ủa hoành 22 đấy. Ủa 42. Lộn nha anh em. Hoành 42, cao 50. Cao 50. À, ngang tàn là 70. Tàn như vậy là 70 hả? Dạ, ngang tàn 70. Thì cái này giao lưu với anh chị em là giá 6.500.000. 6.500.000 cho tác phẩm cây nguyệt quế dùng là sản phẩm chung. Dạ, đế rất đẹp. Mà số 12 quý vị ạ. 12. Rồi, em cũng xin xuống và lên tiếp cái cây số 13 luôn ạ. Rồi, mã số 13 thưa quý vị. Dạ, 13 là một cây kim quýt anh em ơi.
King Quýt. Dạ, cây cũng khá già, đang trái, đang đọt non thì rất là nhiều nha. Đây, trái nè. Nói chung thì trái xuyên suốt, trái nó cũng to to như trái trứng cá vậy nha anh chị em. Đây, đây. Trái nó chín to như trái trứng cá luôn. King Quýt này trái nó chưa được bình ho lắm. Dạ đúng rồi, ăn trị ho. Cái này khi mặt đề cái này cũng khá khá. Nó cũng quái quái ha. À, quái quái mà nó liền. Dạ, cây già. Mặt đề nó khá khá thế vậy ha. Phần nó có con tử ở dưới nên là tạo nên cái độ duyên cho cây. Nó kín được cái phần này của cái cây. Thì nói chung King Quýt như vậy nó rất là già nha anh chị em. Hàng này tại vì là cái hàng nuôi rất là lâu lớn. Cốt cành này cũng nuôi rất là lâu à. King Quýt nuôi lâu lớn đó. Đây cái hành thân của nó ngang đây là 17. 17 cm. Dạ. Chiều cao của nó là 45. Cao 45. Rồi ngang tàn của nó như vậy là 60. Còn đang 60. Dạ, thì cái này giao lưu với anh chị em giá 1 triệu 2. 1 triệu 200k cho phẩm cây King Quýt này quý vị ha. Dạ. Là mã 13 nha. Rồi em xuống em lên cái mã 14 luôn. Mã số 14 quý vị. Dạ, 14 tiếp tục là một cây linh sam lùng lực nữa nha anh chị em ạ. Linh sam phong hình. Hay lùng lực. Lùng lực và cái để cái hoành nó to lắm quý vị nhé. Dạ. Hoành cái này to. Rất là to. Lùng như sumo nha anh chị em. Hàng này anh em để bàn là ok luôn. Cái này đấy, mặt hoa rồi. Dạ. Nó hoa nhìn nó tỉnh cây mới đã ha. Cái này dạ, hoa nhiều tỉnh cây mới xưa. Cái này chắc tầm khoảng 20 ngày nữa hoa nhiều. Cột của nó này to đây à, to quý vị luôn. Có thể xem những cái đường truyền cắt rệt rất to ha. Dạ, cốt to rụt rịch luôn nha anh chị em. À, nguồn lực cái tông cáo thì nó dễ nhưng mà cái tông lùm lực. Dạ, như cái vậy cái này nội mình chen cái tay vô mình sửa mình quấn dây thôi nó cũng rất là khó rồi. Ừ. Là phải đeo theo nó từ nhỏ tới lớn luôn mới được. Cái này là hoành 32. Mình thân là 32. Dạ, cao là 17. Cao 17. Và ngang tàn của nó như này là 45. Ngang tàn là 45. Dạ, thì cái này giao lưu với chị em là giá 6 triệu. 6 triệu tác phẩm cái linh sam số 14 quý vị nhé. Dạ. Rồi, thì em cũng xin xuống và lên tiếp cây số 15 luôn ạ. Ok. Rồi mã số 15 quý vị ạ. Dạ, số 15 thì một cây linh sam nữa nha anh chị em. Mà cái này là cây cuối clip ngày hôm nay luôn. Linh sam song hình. Dạ, toàn thiên nhiên. Cây già riêng. Đây sẽ xoay cho anh chị em mình tham khảo luôn. Cái này mặt thèo nó ít lắm quý vị này. Dạ, đế cũng khá luôn, cốt cành cũng nuôi to. Mặt đế. Dạ. Đế cũng đều. Cốt cành. Cốt cành cũng khá ha. Dạ, cốt cũng khá khá hết này. Rồi em xoay một vòng rồi cái bắt đầu em báo giá với anh chị em mình luôn. Linh sam song hình quý vị ha. Dạ. Cây trin. Dạ. Này hoành của nó là 19. 19 cm. Cao là 25. Cao 25. Ngang tàn là 40. Ngang tàn như vậy là 40. Dạ, thì cái này em xin giao lưu với anh chị em mình là giá 3 triệu rưỡi. 3.500k cho một tác phẩm cây linh sam số 15 là tác phẩm cuối cùng ở clip này quý vị ha. Dạ, thì em cũng cảm ơn anh em mình đã quan tâm theo dõi và ủng hộ thời gian qua. Rồi xin hẹn gặp lại anh em mình vào cái video kế tiếp luôn ạ. Rồi thì Long cũng xin phép kết thúc clip tại đây quý vị nhé. Thì mong rằng quý anh chị mình xem và ủng hộ nhà vườn cũng như là ủng hộ cho Long. Ủng hộ cho Long thì quý anh chị mình cho Long một like và quý anh chị mình có thể chia sẻ cuốn video để nhiều người được biết hơn quý vị nhé. Đó là cái cách mà quý vị ủng hộ cho Long. Rồi thì bây giờ Long cũng xin kết thúc clip đây. Xin chào và hẹn gặp lại.